khoảng lặng an toàn. Tôi tiếp quản xưởng cơ khí của gia đình. Tôi xác định phát triển nơi này lên thành quy mô doanh nghiệp, tôi phải chuẩn bị kỹ càng. Trước mỗi trận đánh cần những khoảng lặng. Trước lần chơi lớn năm 2007, hàng loạt chủ xưởng cơ khí bỏ nghề đi kinh doanh bất động sản. Tôi chớp cơ hội mua lại máy móc, tuyển chọn và đào tạo nhân sự, mở rộng nhà xưởng cũ. Mọi người kéo nhau bỏ đi, tôi sẽ có cơ hội vươn lên dẫn đầu thị trường. Tôi dồn sức chuẩn bị chơi lớn. Thực tế phũ phàng, thật nghiệt ngã. Trận đánh lớn của tôi chưa kịp bắt đầu thì khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã ập xuống. Bất động sản vỡ bong bóng, kinh tế tụt dốc, đơn hàng giảm hơn 70%. Tôi đối mặt với bài toán giữ hay buông. Đâu là chìa khóa thành công? Đón xem những câu chuyện thật vào lúc 9:45 Chủ nhật trên VTV1.